Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đại Nghĩa, Nhật Kim Anh cùng các nghệ sĩ cầu siêu cho những người từng lặn trong bão lũ. Bên cạnh việc cứu trợ, đoàn từ thiện của Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh đã khiến cho công chúng xúc động vì hành động đẹp. Những ngày qua, cả nước đều một lòng hướng về đồng bào miền Trung đang phải đối mặt với thiên tai lũ lụt. Của cải vật chất và cả tính mạng con người cũng bị những cơn lũ dữ dội cuốn trôi. Nhiều đoàn cứu trợ của nghệ sĩ đã ra tận nơi để giúp đỡ đồng bào gặp nạn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ hình ảnh của anh cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ thiện như Nhật Kim Anh, BB Trần, Nam Thư, v.v. cùng đến chùa tham gia buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân đã qua đời trong cơn bão lũ. Nam MC viết, một buổi lễ cúng cầu siêu cho những người tử nạn trong những ngày bão lũ và cầu bình an cho tất cả mọi người. Buổi lễ được diễn ra thật long trọng tại chùa Thiên Mụ, Huế với sự chứng minh của Hòa Thượng chủ trì cùng các vị tăng ni cầu mong cho mọi người được bình an. Hiện tại Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ đang ở miền Trung để thực hiện đợt cứu trợ tới nhiều khu vực khác nhau. Trước đó Nhật Kim Anh đã trao cho anh số tiền là 880 triệu đồng mà cô kêu gọi được để cùng mang đến san sẻ cho đồng bào miền Trung. MC Đại Nghĩa cùng các nghệ sĩ trong lễ cầu siêu cho các nạn nhân qua đời trong bão lũ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.